Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì bên Huy nhận được một cái đơn hàng đầu tháng 5. Ngày hôm nay thì bên Huy sẽ bàn giao cho ban nhạc Thành Nam ở thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương. Thì anh khách này rất là chịu chơi. Cái độ chịu chơi của anh khách này á thì nó như thế nào thì mọi người hãy theo dõi hết clip nha. Bây giờ thì trước khi mà test cái bộ dàn này thì Huy sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cấu hình của cái dàn nhạc này trước. Và Huy tin chắc rằng là rất là nhiều khách hàng đang quan tâm tới các cái hàng hóa mà bên Huy thanh lý, đúng không ạ? Thì Huy dự định là sẽ thanh lý vào cuối tháng 4. Tuy nhiên là cuối tháng thì bên Huy cũng rất là nhiều đơn hàng và nó khá là cập rập. Do đó là bên Huy sẽ đăng cái video thanh lý trước ngày 10 tháng 5 nha. Những anh em nào mà chúng ta có quan tâm tới những cái sản phẩm thanh lý thì mọi người nhớ theo dõi trên kênh của Huy. Rồi, bây giờ thì Huy sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cấu hình của cái dàn âm thanh này ha. Đây là một cái cấu hình nếu mà nhìn qua thì mọi người thấy rất là quen thuộc, đúng không ạ? Thì Huy sẽ nói những cái điểm đặc biệt trong cái dàn này. Thì về cấu hình loa thì cái dàn này sẽ sử dụng là 3 cặp Line Rainel này, một cặp xúc đôi này. Và ở đây thì bên Huy có trang bị thêm cái đế nhá. Thì cái đế này có tính thêm tiền. Những anh khách nào mà chúng ta mua thì chúng ta nhớ nói với bên Huy nha. Rồi, thì ở trong cái dàn này là một cái dàn Array mẫu mới của năm 2022. Thì anh khách này cũng là một vị khách mà theo dõi bên Huy rất là lâu rồi. Và gọi là vẫn là đang sử dụng các cái sản phẩm của bên Thanh Huy luôn. Nhưng mà lần này thì anh quyết định đổi dàn mới bởi vì cái dòng con này nó quá hay đi. Tiếng của nó rất là tốt, hay, hát nhẹ và đặc biệt nha, nó chống hú rất là cao luôn. Đây là cái mẫu sản phẩm mới năm 2022. Thì mọi người hãy cùng Huy coi cái dàn máy này. Về dàn máy thì anh khách có sử dụng là một cái bàn mixer của Dynacord CMF1000 nhé. Một cái chiêng nguồn AT-A9. Thì đây là cái sản phẩm chiêng nguồn mới của AT. Thì nó sẽ có cầu giao điện này, bật tắt từng cổng ha. Và có trang bị thêm hai cổng USB này. Đấy, bộ micro AT-A850. Đây là một dòng micro phải nói là được. Từ lúc mà Huy bán micro đến giờ á, thì đây là dòng micro mà được khách hàng yêu quý nhiều nhất. Kể cả những cái khách hàng đã xài những cái bộ micro cao cấp hơn nhưng mà vẫn đem lên đây để đổi lại bộ micro này. Tiếng rất là hay, nhẹ và sáng. Rồi, bộ xử lý Rivrack PA260, cục đẩy Corat nguồn sung K10 Blood. Và cục đẩy đánh xúc là cục đẩy ATA2008. Thì cục đẩy ATA2008 này đánh xúc rất là tốt nha. Thì những anh khách nào mà đã xài cục đẩy 2008 này thì đã biết rồi. Rất là bền này, tiếng xúc rất là lực này, và hạn chế cái khả năng cháy xúc của mọi người nha. Đánh cái cục đẩy này bảo vệ xúc rất là tốt và rất là khó cháy xúc ha. Dàn này thì xài cái tủ 16U của Trung Quốc. Ở đây thì Huy chưa để cái bàn ra ha, nhưng mà nó sẽ có một cái bàn để chúng ta dựng ra như thế này. Nhìn nó, chúng ta có thể để được đồ ở trên đó ha. Rồi, bây giờ thì Huy sẽ test sơ qua một bài nhạc, sau đó là bên Huy sẽ đóng gói và test trực tiếp tại nhà khách hàng đó nha. Mọi người hãy theo dõi hết cái clip này của bên Huy nha. Trong giấc mơ, kính người thật dỗ dành trong gian.
đã vận chuyển cả một cái dàn này tới nhà anh Nam rồi. Đây anh Nam, em gặp mặt anh tí cả. Yeah. Đây anh Nam đây. Đây là anh Nam này. Đấy, một vị khách phải nói là rất là dễ thương. Anh gặp bên em là bao nhiêu năm rồi anh ha? Chúng em công suất công ty mình nay chắc cũng 2 năm. 2 năm rồi. Dạ. Mà cũng bên công ty của anh là nói chung là đồ là rất là ưng ý. Làm nhạc là em xài về ok. Nói chung là cũng giới thiệu cũng nhiều người xuống với công ty anh, lấy hàng bên công ty anh nhiều lắm à. Dạ dạ, dạ. Anh cho em hỏi một chút là em thấy là anh là một vị khách rất là chịu chơi, mà đang có một cái dàn cũng là của AT đúng không anh? Dạ đúng rồi anh. Thì cái lý do vì sao mà anh lại đổi sang cái dàn này? Em làm riết giờ khách cứ càng ngày cứ đòi hay mà em nâng cấp. Dạ, em nâng cấp lên công suất lớn dạ, hơn. Dạ, nâng cấp lên công suất lớn hơn. Với xuống như chú Mười cũng dễ nói về tìm hiểu về dàn này, em thấy ông ok. Ừ, dạ. Ok. Phải nói là anh Nam là một vị khách phải nói là rất là chịu chơi nha mọi người. Thì bây giờ là em qua quay cái dàn loa kia tí ha. Dạ. Bây giờ cái độ chịu chơi của anh Nam như thế nào thì bây giờ Huy xin mời mọi người đi vào bên trong. Đây mọi người. Hiện tại là anh Nam đã có một cái dàn âm thanh của AT, nhưng mà cách đây 2 năm rồi mọi người ạ. Thì mọi người có thể thấy ở đây là cái dàn máy này, Mr. Dynacord, chi nguồn, hai bộ micro PA260 đó. Nguyên một cái dàn men này, K10 Plus, ATA2000 đó. Đây là những cái, còn một cái tủ máy rất là khủng mọi người ạ. Rất là khủng luôn, và tất cả những thiết bị này đang còn rất mới. Xài 2 năm nhưng mà còn rất mới, giống như kiểu là mới mua trong một thời gian ngắn vậy. Bởi anh Nam là một người rất là giữ đồ đó. Nguyên một cái dàn máy đẹp như thế này nhưng mà quyết tâm đổi hết luôn đó. Huy bảo là anh khách nâng cấp đi, có nghĩa là giữ lại những cái thiết bị này có sẵn này, Dynacord này, chia nguồn này đó. Những cái thiết bị này anh có thể giữ lại được, nhưng không giữ, đổi hết luôn, đổi cho mới luôn, cả một dàn luôn đó. Đây cái dàn loa đây. Đây nha, loa rất là mới luôn chứ không phải là cũ và không đánh được đâu mà thay nha. Một cặp xúc này. Đó, một cặp phun đôi, một cặp phun đơn và một cặp mà moi to của Nestle. Anh chỉ trong cái dàn này anh thanh lý lại hết, chỉ giữ lại một mình cặp Nestle này là moi to thôi. Đó. Đó. Nếu mà theo như cái suy nghĩ thông thường là chúng ta sẽ gọi là giữ lại những cái thiết bị này còn, bởi vì cái dàn mới của chúng ta là nó bao gồm những thiết bị này rồi mà. Đó, cũng mixer này, cũng chia nguồn, cũng 260, cũng cái con đẩy này. Đấy, nhưng không, anh đổi hết nguyên một bộ luôn. Rồi bây giờ thì mọi người có thể xem cái dàn mà Huy giới thiệu vừa nãy, so sánh với dàn này thì mọi người có thể biết là cái độ chịu chơi của anh Nam như nào ha. Rồi bây giờ cái dàn này thì bên Huy sẽ thanh lý lại và sẽ bán ra trong một cái thời gian gần nhất. Còn bây giờ thì mọi người hãy cùng Huy tham gia cái buổi test và cũng như là setup cái dàn âm thanh mới này nha. Những đồi hoa xiêm ơi, những đồi hoa xiêm tím chiều hoan điện biên. Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa xiêm tím khi còn tóc búi vai. Mấy lúc sông pha ngồi chẳng tiếng,
ai hẹn được ngày về. Gió một chiều máy bay từ nơi chiến trường Đông Bắc đó, lần ghé về thăm xóm hồn hột tan sau đồi. Mệt quá. Ôi, nó cười mà kháo mồ hôi không mấy bạn? Trời ơi, chứ không cười chứ dạ. Hoàn thành và test xong và bàn giao. À, đây, à, cặp vợ chồng VIP và cũng là một khách hàng phải nói gọi là tin tưởng công ty Tiệt Ốc. Đó, thì sau khi qua cái vừa rồi, set up rồi con lái lại cái dàn mới. Thì mình theo cái hai vợ chồng thì cảm nhận cái dàn sau này nó có gì khác biệt với cái dàn xưa không? Dạ thì nói dàn mới lúc nào nói chung bữa nay chúng mình gấp con dàn mới là rất ưng ý. Cái nhất hai là nói chung tuyệt vời, xin cả tuyệt vời. Cái thứ ba là nói chung là công ty là xài đầu, con xài đỡ xài đầu công ty thì nói chung là đồ nói chung là muốn nâng cấp hay gì cũng phải xuống công ty của mình. Với chúng mười đây là kỹ thuật là trên cả tuyệt vời. Dạ lúc nào cũng muốn gặp chú mười để gấp vàng phải có chú mười đi theo. Dạ chú mười set up cho con là chú mười nói chung là kỹ thuật trên cả tuyệt vời. Dạ không biết nói gì hơn, cảm ơn chú mười. Con cảm ơn chú mười. Thì vừa rồi con cũng có hát đúng không? Dạ. Tuy rằng con báo thưa quý vị là cô chủ kêu là hát không được hay, nhưng mà cũng phải thử quá. Sau khi hát thì con cảm nhận chất âm của cái dàn này sao? Dạ hay. Nó phát cái dàn cũ nhiều lắm, nó nhẹ lắm mà nó nói chung mình hát được mình mới biết được cái cảm nhận được nó khác nhiều, nó hay hơn. Dạ. À, như vậy thì cũng đã hài lòng, hai vợ chồng hài lòng hết. Dạ dạ, nói chung là tụi con tin tưởng cái chú mười với lại công ty có muốn đổi hay là muốn làm cái dàn mới là toàn là xuống chú mười với lại anh em tư vấn rồi làm cho hai chồng nó đồng ý. Bạn biết không, vì bởi thế cho nên hôm nay mình lại được phải nói là quá tuyệt vời. Lọc đầu tháng luôn nha các bạn. Là nói chung là đây là cái món quà lì xì của đôi vợ chồng chủ gian mua dàn máy đó. Đây là riêng của mình nha, chứ không sở hữu của công ty đó, bỏ túi nè. Rồi bây giờ thì cũng thay mặt công ty là cảm ơn hai vợ chồng hết nha. Bắt tay ngay. Rồi con bắt tay ngay. Ok. Rồi như vậy thì rồi bây giờ thì em thì chú mười cũng nói hết rồi. Thì em biết là anh chị cũng có rất là nhiều lựa chọn. Tuy nhiên là cuối cùng vẫn quyết tâm là ủng hộ bên em. Thì em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều một lần nữa. Rất là cảm ơn. Thứ hai là em xin chúc anh chị là có luôn mạnh mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc mà làm ăn thì mình gặp nhiều may mắn. Rồi. Cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Dạ. Và như vậy là bên Huy đã hoàn tất cái quá trình setup cũng như là bàn giao cái bộ dàn âm thanh này cho anh Nam thì đã xong hết rồi. Một vị khách rất là dễ thương và cũng như rất là chịu chơi, đã thay đổi cả một cái dàn âm thanh của mình. Thì đây cũng là một trong những khách hàng mọi người có thể nói theo, đó là đúng với cái câu nói đó là của bền thì tại người. Một cái dàn âm thanh anh khách đi 2 năm trời, nhận rất là nhiều show, nhưng mà nếu mà nhìn cái dàn máy này, nhìn cái bộ dây loa này, nhìn những cái thiết bị loa anh ấy đi thì chỉ giống như một người mới sắm dàn âm thanh chỉ mới 1 tháng thôi. Đó. 2 năm rồi mà cái dàn âm thanh vẫn còn rất là mới. À, mọi người có thể xem là bên Huy cái quá trình mà bên Huy show cho mọi người coi cái tủ máy ấy, rất là mới, kể cả từ cái dây mà anh ấy cắm xuống dưới, cắm dưới loa và dây thường xuyên phải chạm dưới đất mà nhìn còn rất mới. Mỗi một lần đi show về là anh ấy đều lấy cái vải ấy, mà lau cái bề mặt của cái dây đó xong mới cuộn vô trong. Thì đây là một vị khách rất là cẩn thận và mọi người hãy chú ý đến cái điều này nha. Rồi. Những em nào chúng ta đang xem video của Huy mà chưa bấm đăng ký kênh thì mọi người nhớ là cho Huy một nút đăng ký nha, để ủng hộ Huy ra nhiều clip hay hơn nữa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau.